Anh à, sao mà anh cứ buồn hoài vậy? Thiệt tình á, em cũng không ngờ là con Si nó lại làm như vậy. Nghe đây. Ngày hôm nay cái thần bổn của nương sẽ vào bếp để thưởng cho người một món ăn khoái khẩu đó mà. Chỉ 15 phút thôi. Cô mới chính là người thủ đoạn, đáng bị khinh bỉ. Thì trâu cò ghét trâu ăn vậy mà. Màn kịch đã hạ rồi, đạo cụ của cô đây. Ủa sao nay buồn vậy? Bữa nay giao lưu trực tiếp với khán giả, mình phải phấn chấn lên chứ hả? Anh Duy à, những bài hát mà chương trình đã biên tập, anh có thể cho em xen vào một bài mới được không? Gì vậy? Những bài album Vol 3 của em khán giả sẽ yêu cầu nhiều lắm, mình không còn thời lượng để phát sóng đâu. Em biết, nhưng mà bây giờ em đang là người có lỗi. Em mong rằng ở một phương trời nào đó, người bạn của em sẽ nghe được những lời em hát. Dẫu sao đi nữa thì em vẫn cảm thấy nhẹ nhõm hơn anh à. Thôi được, anh sẽ cố gắng giúp em. Đàn ông mà, anh hiểu. Tới giờ phát sóng rồi, anh em mình lên phòng thu đi. Kính thưa quý vị, chương trình giao lưu cùng người nổi tiếng đến hẹn lại lên. Và ngày hôm nay đang ngồi cạnh Nguyễn Di đây là ca sĩ Lâm Chấn Khang. Khang xin kính chào các bạn như bài. Kính thưa quý vị, lẽ ra như thường lệ chúng ta sẽ trò chuyện với vị thính giả đầu tiên và nghe những bài hát của Khang, như là Ok Như Vậy Đi, Anh Không Muốn Làm Khổ Em, Yêu Em Trong Giấc Mơ Tàn, hay là Giờ Anh Mới Biết Mình Sai. Tuy nhiên, ngày hôm nay Lâm Chấn Khang của chúng ta có một tâm sự muốn gửi đến quý vị, đồng thời gửi đến một người bạn ở xa một ca khúc có tên là Ở Phương Đó Hãy Tha Thứ Cho Anh. Em không biết em đang ở phương trời nào, có nghe được những lời anh nói hay không. Anh xin lỗi vì đã làm tổn thương em thật nhiều. Anh không mong sẽ được em tha thứ, chỉ mong em biết rằng trong lúc này anh nhớ em nhiều lắm. Cầu mong em luôn bình yên trong cuộc sống, để anh vẫn còn được thấy em. Dẫu biết rằng điều đó chỉ đến với anh trong vô vọng. Màn đêm buông thật mau, giờ em đang ở đâu? Người ơi, anh nhớ em thật nhiều. Ở nơi phương trời xa, cầu mong em sẽ nghe được lời anh thật lòng xin lỗi em. Vì sao anh chẳng nghe, vì sao anh chẳng tin lời em để đến nông nỗi này. Dù anh có tiếc nuối và anh có nhận lỗi thì chẳng mong được người sẽ thứ tha. Biết em chẳng về đâu vì lòng em đã tổn thương thật nhiều. Hãy nhanh nói
chốn xa em sẽ luôn bình yên. Người ơi xin lỗi vì đã làm tổn thương lòng em, ngàn lời xin lỗi cũng chẳng mang em về. Chỉ mong em biết chốn đây anh nhớ em nhớ anh không? Ừ.